Sáng sớm ngày 19 tháng 2, đội thanh tra giao thông vận tải Hoàng Mai phối hợp với đội 5 phòng hình sự công an Hà Nội đã tổ chức kiểm tra hàng loạt xe taxi, xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định quanh khu vực bến xe nước ngầm. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hàng chục xe taxi dừng đón trả khách không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, một tổ công tác khác cũng đã phát hiện 2 xe khách dừng đỗ bốc xếp hàng hóa sai quy định tại khu vực bãi đất số 6 đường Trần Thủ Độ. Riêng xe khách mang biển kiểm soát 43B00032 của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ du lịch Hải Vân chạy tuyến cố định Đà Nẵng-Thái Nguyên nhưng lại dừng đỗ bốc xếp hàng tại số 17 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Khi bị lực lượng thanh tra giao thông vận tải Hoàng Mai phát hiện lập biên bản, tất cả các lái phụ xe đều nhận lỗi vi phạm của mình. Được biết sắp tới, đội thanh tra giao thông vận tải Hoàng Mai sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, phát hiện và xử lý dứt điểm tình trạng xe khách, xe taxi đón trả khách sai quy định trên địa bàn.